rồi bơi rồi vòng 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 như đó hả? Cái còn rộng dữ không cô? Còn rộng dữ không? Còn sâu dữ không? Ờ à, nhiều lắm à. Mà muốn thôi tới là phải đèn nhiều lắm thì lấy tất cả. Nhưng mà để hơi trang nhé, từ vừa ra đưa ra để. Ừ. Ôi à, trời. Đấy à, đấy à. Hello mấy chị, đấy à. Đi mình đi dài dài vô đi mẹ phải lừa gì kìa hello gà nè hello chị Bình đi đâu con phe cái đèn ông mới mua coi con phe cái đèn ông mới mua con bắt đèn anh coi. À. Trời ơi đẹp quá ta. Trời ơi. Na chơi cây gấu dâu nè. Quay lại. Đừng đừng. Mẹ con rồi. Hello. Hello Mượt Mượt. Bà Mười. Út Mượt á. Đông quá trời đông ha. Lên cầu hồi ngộp luôn á. Rồi qua chụp cái chữ Hội An là ngon lắm. Chị Duyên xin con cái đồng con gấu nè. Ok đi. Chào luôn. À, Út Mướp nhà Út quay nhìn con đang ở Hội An. Mẹ yêu con nè đó. Ở này bạn đồng xịn không? Đi. Đi nữa mà. Đi đâu? Bây giờ gì đi ra. Rồi. Giờ nghỉ đi phố cổ Hội An đi qua cầu tình yêu. Mười Út nói mẹ chị yêu mặc đầm đẹp vậy. Đúng rồi, không biết trả đâu có được. Chứ lại tại ở đây người ta bán người nước ngoài á, nhiều quá cho nên cái tiền người ta xài tiền nhái mà. Chứ người ta đâu có xài như mình đâu.
Cuối cùng đi vô đây không được tấm hình nào hết. Trời đất ơi. Người ta mới vô mà mình đã ra rồi. Nãy mày leo núi làm chi giờ mày đi làm mày, mày lội không nổi. Hello má Năm. Thôi cho má Năm xem mẹ con nè. Mẹ qua lại lại. Mẹ qua lại, qua lại. Hello đi. Mẹ má Năm nói em gái chị xinh quá. Dạ đi sát không nội nha con. Ngồi vô đây đúng kiểu gặp người Tây luôn. Dạ hello bà Năm đi con. Quay vòng cho bà Năm coi coi. Ok. Ok má Năm. Xíu về mẹ con đăng hình đó. Vô nó bóc chắc là phải mua đó.
đi. Đó, coi siêu quậy lì á. Lì vậy nè. Đó không? Thì anh nhé luôn hạnh mập coi phố cổ nè anh. Nhà cái này là phố cổ, ở trong mình đi vô đường phố cổ Hội An á. Nói gì nội chút để mẹ xử đi. Rất ư là chiêu luôn mà không ai chụp hình ra hết. Mua đồng đèn này về sắp thì bị cồng cọn đấy nha. Này để chị, anh ơi để chị sắm cho em với Duyên lên cái chiếc này nè. Chiếc lồng đèn không vừa hai đứa đâu. Cái chiếc tàu này mới vừa hai đứa nè. Này coi nè. Thấy cái gì đỏ đỏ sao sao không? Giống như cái thuyền hải tặc vậy đó. Đỉnh cao cái sự làm biếng là cái thằng tôm nhà mình. Cái quán đúng chiêu luôn. Nè, nè Hạnh coi nè. Chiếc này nè được không? Xịn chưa, xịn chưa? Tuyệt vời. Quay lại cam trước coi. Ủa quay cam trước ở đâu vậy trời? Ê quay cam trước ở đâu vậy? À rồi đây. Đây là luôn. Em thích mà. Rồi. Chải mở. Kiếm chỗ ngồi. Còn lâu lắm. Mình đi qua quán này uống nè. Cha đi đâu ngồi. Nè quán nước mía nè. Làm gì? Lạnh hả? Đi qua đây qua uống nước đi nè. Nhà mình ngồi đây đi. Mía ly nhiêu vậy anh? Dạ à, 2, 4. Cho em 4 ly. Ôi quá mệt rồi. Cho coi trang phục bữa nay đi nè. Trời ơi xịn lắm nha. Hàn Quốc lắm. Nè thấy gì chưa? Mà cái layout tóc nó bị bớt rồi. Tại vì đi nhiều quá đổ mồ hôi. Cha ngồi đi cha. Ok để ngồi cái là cái đi cái phone nhẹ nhàng lại luôn. Hơi bị phù. Này để con vô đây nè. Để con vô đây nè. Gọi đó mẹ kéo xích qua cho cha ngồi kế gà kìa. Ông cha nội hỏi giá trước cha ly 15.000 nha. Không hình như là chị thấy đi Phú Quốc là người ta nói thấp lắm nha, nhưng mà ở đây thì người ta không hết, người ta nói đúng giá lắm, thậm chí nhiều khi còn rẻ hơn như mình luôn, đồ ăn đồ uống mà rẻ lắm, nhiệt tình lắm, không có bị nói thấp như là đi Phú Quốc rồi bữa
Ê, ấn tượng đi Phú Quốc. Một trái dừa 80 ngàn tới giờ không quên luôn á. Đây là bán giá bình dân, thấy cũng như mình ở dưới thôi à, không có, không phải là thấy khách du lịch mà người ta nói thấp mình thấy ok. Nếu mình đi hỏi đi Phú Quốc nữa không thì chị trả lời là không, nhưng mà nếu mình hỏi đi này nữa không, nếu mà có cơ hội thì sẽ đi. Ok ok, bữa nay không dám uống dừa nữa. Ê mấy đứa cho coi vỏ bói nè, đi du lịch mà đem theo chai dầu không nội chứ chưa không, ngồi xe mệt quá, nó đi cái gì vậy, ngồi xe đi. Trải nghiệm đi miếng 15 ngàn. Ly nước mía 15 ngàn uống ở quê với ly nước mía 15 ngàn uống ở phố cổ nó khác nhau, nó ngon hơn. Nước một cây mà ê xin xin miệng cái áp này ha, miếng son cái nha, hồi nãy mới ăn không có trôi son hết rồi. Ừ nãy giờ mình không bắt áp ta, ơi bắt áp cho nó đẹp mày. Ê, gọi chị cái, để chị hai cái miếng son vô cái gì, chị bắt cái áp cho mình cho nó ảo ảo thôi, cho nó xinh đẹp lên. Ê, đừng ai nghe review mua cái son này nha. Review nói là lì nhưng mà Duyên chị chỉ thấy nó không lì chút nào cho nha. Mấy cục cưng ơi được chưa? Nãy giờ nhạt nhẽo quá. Sau này mua với để tha chơi thôi chứ lì là không lì nha. Ăn thì uống là đi hết. Thì em lúc nào mà không đẹp. Ok trời ơi, cảm ơn tiên nghe. Đúng là tiên của chị. Em nhắn tin hỏi Út làm cái đó nha. Tại chị đi quá cái chị không biết nói sao nữa. Mạng chập tròn nhắn tin lâu quá. Nhiều khi mới cài 3G đó. Em hỏi nó đi rồi không mấy, nếu mà nó khó nói quá. Em nét chị kêu nó quay clip cho em nha. Ê mẹ bỉm rồi tụi bay, tụi đi chơi mà tụi sắp cái vỏ gì nè bay. Chứ trên này có gì không? Tuyệt vời. Tụi bay có thấy tao là một người mẹ gì không? Ok không? Đây tả đây. Thằng người thằng muốn đi thằng đi thôi, thằng đừng có nói vậy. Cái đó là cái gì, cha live show hả? Ca nhạc hả? Công ty tổ chức. Cái đó kiểu đó chắc không nghĩ là ăn nhậu nữa thêm luôn á. Nguyễn Văn Trầm nó đâu có thèm vô coi đâu hăng. Nó đâu có thèm vô coi tao nói xàm đó. Ê ê mấy đứa bật áp ở đâu vậy? Chỉ đâu coi. Sao tao nhìn ngoài không có áp vậy? Áp cho mặt bớt bưng. Đây cô họp hai chân luôn rồi, kéo lên. Dạ. Ừ, đó kia là người con. Dạ, nó nằm ở đây chưa còn phố cổ Hoàng An. Có cái nhạc lên trang bài chị. Ok, ê, ngày mai có live show của công ty cha chị á. Chắc bữa đó có ca nhạc đồ này kia đó, ăn nhậu đồ. Vậy bữa đó chị ra chị uống chừng 50 ly gì lên góp vui chương trình rồi chị quay cho mấy đứa coi nha. Nhớ bữa đó hả tim dữ dội vô người ta like cho coi.
cái gì vậy hả? Sao mày nói nó mất hai đứa con vậy hả? Có đứa nào mà to ngay vậy? À biết rồi Hằng ơi, em nói gì chị hiểu rồi. Nó thằng con lớn đúng không? Đúng không Hằng? Ông nội vô trên đây mới bán một tiền đuôi, mình cha mắc lắm ông nội, không biết trả giá. Phố cổ ngồi em mắc lắm, tôi ba cái túi cối nó mắc lắm. Hello Mộng Trinh của chị, hello Hiện nha. Chị có mắc lắm, trời ơi thôi chị bắn dữ lắm luôn, vô bắn dèo dèo luôn mà bắn không hiểu, nói tiếng Anh nói tiếng Thái luôn. Mà kêu bớt có 10.000, 20.000 không bớt, không đi về. Không hề mua, dặn. Nè đó, mền túi. Quá trời. Rồi sao bên đây ta thấy ta là người mẹ tốt ghê ấy bay. Trong túi chị toàn là đồ của con chị không à. Ê cho mượn cái tiếng thế nha bay, tao giọng má hồng thế. Ê suối 500 anh em vô coi collagen bà tiền coi. Hùng Duy ơi, mày ghiền tao kêu lô tô đúng không? Tao về tao kêu lô tô với ngâm cho mày khỏi giờ luôn đó. Hello Nguyễn Hương Trần. Trời ơi nãy giờ chị Duyên Hân nó xấu em nè, giờ em mới vô hả chồng? Mới rồi. Nó nói là có thêm đứa con nữa kìa. Đăng story tao thấy rồi đó nha. Hun hít đồ, tình cảm đồ. Vậy mà không báo cho chị em biết là có ghệ. Hello Tiên nha. Trời mấy đứa này hồng nhiên đâu mày nhìn mình sao? Lai chim đứa này vô nói chứ nè. Vô hỏi sàm sàm đi tao trả lời cho nghe. Biết sao không? Tại vì giờ tao đang đợi. Đợi những người kia đi ra. Nhà chị đi nhanh quá. Đi chổng. Ê trong này đẹp lắm nha bay. Nhưng mà biết sao không? Nó buồn lắm. Dùng combo á là đông quá. Cái này mình đi cuối tuần chắc khỏi vô. Ê bay ơi sao bữa nay chị thấy chị cua tay quá. Nãy giờ tao hỏi tao kêu tụi bay chỉ tao app. App bật app lên cho nó xinh sao không đứa nào chỉ cho kìa. Bật cái nào đi bay. Chân. Ê đừng có ra bay ở đây coi đi. Hello cô gái. Hello Huyền Anh. Ai? Đi đâu mà bán gì? Mấy ông đang không mình đi một mình. Đi với vợ còn xuyên đi chứ đi một mình sao xuyên. Lộ chắc nửa đường nó quay đầu hết rồi. Trời bận như cha phải hỏi máy á. Chị hả? Dạ. Hello chị yêu. Hello em yêu của chị. Gà với tôm nó hỏi cô gái. Để con quay cho cô gái coi nha. Đây. Dạ. Hello cô gái đi kìa. Bà gái à. Bổn mà. À tôm nè. Tôm nút mền. Tôm được bà cố ôm nút mền. Chắc chắc cười. Anh biết nói tạm anh cười. Ê đau em cút con này à. Mày biết hay vậy. Ê quả cá ghê quá, hồi tắt đi. Ủa tắt áp ở đâu?
nó ở đâu vậy đó? Ờ đó, về nguyên trạng rồi đó. Cáp, mấy áp mày không hợp với tao. Ở lại chơi Hạnh ơi, đừng có đi ra Hạnh. Ngủ với ai cũng phải ăn hết trơn, chứ đâu phải ngủ với ông nội là không ăn đâu. Đúng rồi. Sao? Đúng rồi, 7 giờ đi nhưng mà 6 giờ mình về chuẩn bị. Thôi con tắm đâu, sáng sớm tắm như vậy. Tắm buổi chiều á, nó có 2 giờ tắm à. Sáng mình ngủ cho đã đi rồi chiều mình tắm. Đi nè. Mà tắm không? Cha mẹ tắm không? Con cậu con cũng tắm chứ bộ. Đi là trời đi không quên. Đi tắm được bộ tắm nè. Trời ơi, cô gái ơi, nó mà quên cái đó là xỉu ngang á. Không bao giờ quên được cái mền đó hết. Cái mền là chân lý cuộc đời của nó. Sao mà nó quên được trời. Nó quên con chứ không bao giờ nó quên con. Cái mền được nó được đó. Cứ hẹn như cái gì. Đi rồi người ta ăn. Cứ mua gì ạ? Cứ mua gì vô? Ê, có trái dừa sau lưng nè, uống không? Dừa nói chung là sát xa chắc cũng không xa đâu. Tại người ta cạo vỏ hết rồi. Dừa nó tiêu rồi. Sao anh bán hàng nó tiêu rồi. Trời ơi, bố đưa cái dắt dừa 80 nghìn. Con nhắc hoài luôn. Con đi học, con vô lớp con mới nói với tôi. Ê, tôi mua cái dừa 80 nghìn hơn bay. Dừa lột hơi nghìn. Ở này hả? Không, cái này mặn dừa hết á. Bởi cái này nó ấy mà. Như là thôi. Nấu dừa. Mình ơi, kéo khu viên nữa hả? Em xu út nó mất tiêu bay. Vô nó không khịa tao mày. Anh cái dừa nhiêu anh? 30 ngàn hả? Cũng được. Tại dừa này dừa cạo hết rồi chứ không phải dừa như mình là chặt chặt cái kia. Dừa này công phu lắm đó. Dạ anh ơi, anh cho em xin miếng đường không? Cái này nó hơi chua. Dạ. Nó hơi chua. Trời ơi, cái đồ này 90 người mà đi vô chổng mà biết khi nào về trời. Biết khi nào đủ người để đi. Hai xe 90 người luôn hả cha? Đâu có dư chỗ nào, ông đâu có thiếu đâu. Trời ơi, con em ruột của tao, tụi thấy con em ruột tôi ngon trời. Rồi, tăng tên vô. Nó sầm sàm đi trong thời gian cậu đợi xe đây. Dạ em cảm ơn. Nè. Rồi thôi Trang Phi về đi, Trang Phi về. Phi ơi. Em có làm bền rồi làm bền cho tụi em đi chị. Ê, thôi em nói đi Trang, con mắm Hạnh nó mới nói luôn. Con mắm Hạnh nó cũng mới nói với chị vậy luôn á. Nhưng mà biết sao không? Bự quá. Quan trọng là không có tiền mua ông nội. Ở đây người ta xài tiền đô không à. Trong phố cổ nó bán, nó ghi tặng giá tiền đô không à. Hello chị Dung Nhiên. Mua bánh cho. Ủa chị tiền mua bánh cho. Em ăn bánh gì chị mua nè. Ủa chị, em mới quay rồi luôn á. Em mới đi ra chỗ ngồi uống nước luôn á. Em mới đi một vòng vòng luôn. Để mai em quay cho chị coi nha. Chị nhớ chờ thông báo không nhà. Em quay cho chị coi. Quá trời đẹp gái. Trời ơi, cục cưng với chị. Nãy giờ của em nói là đúng nhất đó. Nãy giờ ổng ai khen chứ á. Đúng rồi, cục cưng của chị. Về chị mua bánh với em ăn nha Xuân nha. Ôi trời ơi. Đâu có gì chứ.
Lại ăn này dễ thương không? Ê, mua cái cái nơi mà nhỏ xíu à. Mà ở đây cái ánh sáng này không đủ. Nào mua về cho tụi em yêu. Ok ok. Mua gì chứ mua bánh chị mua được. Đừng như tụi nó đòi mua đồng đèn nghe không. Tại nó cũng nghèo á, chứ gì thế phải à. Nó chắc chưa tiền gì không biết rồi đó. Trời ơi, trời có con bé này. Sao mà nó nhiều khiêu với ta, đáng yêu quá à. Để em gửi đâu ra cho chị thay đổi phát tửa. Trời ơi thôi, đã đẹp gái rồi mà còn giàu có, ai chịu nổi không? Chị chuyển số tài khoản với em nha thôi nha. Trời ơi, đó, đúng rồi, ít gàm như xương nhai với con Thi chứ. Hãy dậy đó mấy đứa, hãy dậy đó em. Đúng rồi, mấy em đang làm chuyện sáng suốt đó. Trời ơi, nữa đi Thi, cười gì mà cười Thi. Ở trong đây ê, hồi nãy đi vô kia đông ơi là đông luôn, nãy tụi bay còn chị đẹp mà còn hiền tình nữa. Chị hiền tình đó thì ai cũng biết hết á. Nãy đi vô kia đông ơi là đông luôn, bay mà nãy giờ chị chưa chụp tấm hình nữa chứ. Hôm nay chị chuẩn bị cái layout này, nói chung là nó cũng mất nhiều thời gian á, nhưng mà không ai chụp hình với chị hết. Hello tí nị nha, chị mắc kích như mày nha. Thôi chị ngại. Không, thưa ơi, chị không có ngại đâu em. Em khen đi, chị không có ngại. Chị phái phái, chạy được miếng, chạy được miếng. Em công nhận á, ở hội em á, cái kiểu mình không khí, thời tiết nó chiêu chiêu sao đó thôi. Nó bình lặng, nó nhẹ nhàng, im dịu lắm. Thiệt luôn. Nhẹ nhẹ, nhẹ đã. Nhà này nè, chị quay, để chị quay. Chị quay qua bên đường cho mấy đứa coi nha. À, ê sao sao ê, cái này phóng to ở đâu ta? À, kiểu chi chi vậy đó. À, đã, à. Bình yên đó mày. Có ngồi mở tâm gì không nổi. Đó đó đó, đó. Cảm ơn thì đó. Đợi ăn tám đi tụi mình đi chúng ta mình nhìn cho nhau nhiều luôn nha. Nói về bản đồ đẹp thì chưa được lắm mình nở trơn. Đúng rồi, ê sắm mẫu gì không có, nãy chị quay camera sao lại cái chuyện nó bị mờ, nó không mắc nét á, mình phải để lâu xíu nó mắc nét được. Hello lại nha. Không, ê mà bây giờ thấy chị gõ không? Hay là chị mới quay qua thấy nó mới mờ thôi? Thấy chị gõ không mấy đứa? Mờ cái tương lai. Cái con duyên này sao mà không tự tin cái tương lai miệng trơn vậy ta? Ý là chị quay camera lại là nó mờ, hay là chị nói chuyện nãy giờ cái nó bị mờ? Ê sao vợ chồng mới giống nhau quá? Ok ok. Không có bắt áp đó, hồi nãy bắt lên đỉnh mật có cự. Ê bay ơi, tụi bay ơi vô coi kìa, xuống ngay nó ghi sai chính tả kìa. Bớ làm nước thôi, xuống ngay nó ghi sai chính tả. Rõ lắm vậy.
Như cục cưng ơi. Nếu làm quá giờ là từ lúc làm 11 giờ là lên xe đi đúng không? Là lên lên Mỹ Tho rồi bước một đoàn người xong đi lên sân bay là chị chưa ngủ luôn. Nguyên bữa nay không ngủ luôn bay. Mất, không mất nguyên lực. Không gấu chút luôn. Không ngủ được luôn anh nội ơi. Đi tour vui. Đi được nhiều chỗ nhưng mà kiểu như nó nhanh lắm. Mình không việc nghỉ ngơi gì hết. Một ngày đi biết nhiêu điểm luôn. Ê, đi đứng mía 15 ngàn tặng cho hai hộp hộp tóc trà đá lửa luôn. Trời ơi, nó bự. Hello mẹ mẹ, chị Mai ơi. Vô Hội An Online, đi Hội An Online này chị. Rốt cuộc đã uống được hết 15 ngàn. Chị Mai ơi. Ôi vậy muốn coi. Dạ tôi chung 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 mới 7:40. Ở đâu? Ê chị, ở đây là nói chung là du lịch đi. Du lịch với ăn uống cái nào cũng rẻ hết trơn á, nhưng mà biết sao không, đồ ăn không có như mình dưới nha. Đồ ăn ở đây sống nó lạc lẽo, nó kỳ lắm. Nó lạc mà em ăn cũng được luôn. Sáng đi cũng đi ăn sáng nè, đi ăn trưa nè, đi ăn chiều tối nè đúng không. Đi vào đồ người ta có giờ ăn á, ăn buffet không, ăn người ta dọn sẵn không. Nhưng mà sao không, nó lạc em ăn không được. Xong rồi nãy em về khách sạn á, người ta cho về khách sạn bóng đũa đó, cái em về cái em lấy mì ly em ăn luôn. Tại vì em ăn cũng được á, em đói em ăn mì ly luôn. Rồi ăn cái lạc dữ lắm luôn á, siêu siêu lạc luôn. Rồi ăn rồi sao mà nấu lạc lẻo dữ người ta. Đẻ xong đi đi chập nữa nha Mai Lùng ơi. Chơi chung quá à. Ây da. Đội xe lại lâu quá. Ai nói gì, hỏi gì nữa không? Chúng tôi có thể gửi giáo cho nước mắm. Ồ, thiệt luôn á. Ê, mày tin không? Bánh gì? Bánh gì ở dưới mình? Bánh bánh gì kêu bằng gì ta? Bánh gì ta? Bánh bánh gì mà tụi mình ăn mà có thịt nó chẩn mà ở ngoài có bột. Kêu bằng bánh gì mà cái bài già già gần tiệm mình bán. Bánh gì ta? Quên tên gì trời. Nói chung là cái bánh nó ăn với nước mắm. Nước mắm ở trong cái nhân thịt này kia đó. Bởi đây, ở đây người ta cũng có loại bánh nữa. Nhưng mà cách làm của ta kỳ lắm. Cái bánh nó trắng đúng không? Nó không có nhét thịt ở trong mà cái bánh nó nằm dưới bột. Xong rồi người ta làm thịt bằng nó ta bỏ ở trên. Xong cái nồi có trứng cút đó, làm chồng đổi trứng cút hay là trứng gà vậy. Cái người ta đập ra miếng ta bỏ ở trọng, bỏ ở trên cái mặt đó đó. Cái mặt bánh luôn xong người ta chế đại phạm này vô chỗ nó lạc lẻo mình đó. Nó dị gì sao đâu á. Ông đi giấy rồi mà
ổng mới câu được con cá lóc, ổng tính nấu cá lóc ăn. Mà ổng mới ở sợ, ổng sợ làm xong nó còn tâm lý nhớt á, cả ổng không nấu. Xong ổng mới đi chơi ăn đó. Dạ đúng rồi, mình không học cái gì. Nhưng mà em tưởng nó chắc có người ơn em mà không nha chị. 90 người trong đoàn ai cũng nói y chang luôn. Ai cũng nói, ủa sao đồ ăn nó lạc dữ vậy ta. Ai cũng nói y chang luôn. Nó lạc là cách kỳ cục lắm. Ủa sao cái máy em nhìn nó ngu quá vậy. Máy này là cái máy ngố đó. Mà tại vì em bớt tàu quá. Chị đi xa ra cũng nói nữa ăn xong. Ồ, em chưa được đi Sapa. Nếu em có dịp em sẽ đi Sapa. Ngoài đó chắc lạnh lắm á, khỏi ngoài đây nực quá. Ồ, buổi trưa mọi người ơi, nóng mà tưởng cháy da không á, nóng ghê luôn á. Em phải đi Sapa mất tiền không ta? Để có dịp, à gửi đi Sapa chơi cho tôi biết. Em để ơi, còn mấy ngày nữa tới ngày dự sanh nữa. Nghe luôn rồi, còn mấy ngày nữa tới ngày dự sanh vậy. Ôi sao nó mặc bóng nhậu vậy. Ôi, 17 ngàn nữa kìa. Năm nay lại quay cái sắp tới. Rồi, cô buồn ngủ, nó kéo tới. Rồi, em buồn ngủ nó trời. Giờ em chỉ ước về nhà được về phòng nó được nằm xuống ngủ giấc nó đã ngon thiệt ngon. Bây giờ còn phải đi nữa. Oh, hello gì quê. Hello. Nhanh quá mày ha. Chị đẻ đi xong tới được em đẻ. Chị đẻ đi tới được em đẻ nha. Chứ sao gì, con lúc nào sẽ đẹp, tại con bị đen thôi. Vì cái đứa da này mà người ta nói đen giết như tự ái, giờ quen thành hết tự ái rồi. Ngoại nay khỏe chứ vậy? Ngoại nó khẽ chứ gì. Nào con đi du lịch về xong rồi con nghỉ 2-3 ngày sau con phải khỏe con lên thăm ngoại. Ngán chút nào. Trời đất ơi, cái khúc này là có khúc sướng nhất rồi đó. Ngán gì nữa, còn bao nhiêu ngày nữa đâu ngán. Ngán lên. Qua khúc này là mình chị em mình đẹp lại liền, lấy lại giống dáng liền. Mà chị hơn nha, chị xanh chỉ có mẹ chị nuôi phụ nữa. Gần mẹ ăn sướng. Hello. Trời ơi, chị nói chuyện một con mắt nó muốn sập xuống luôn á. Em mình nghĩ không hồi đó em gần xanh đó chị. Em đái một đêm không biết như chồng. Em đái biết luôn á. Cái nỗi chồng em nó nghẹn em. Em nó mưa đêm vô phòng được không? Em tạm mở cửa ra vô hoài bực bội á.
mà bị con đó em làm sao đá dữ lắm luôn. Hello Trăng em. Ê Trăng ơi, chị mua cái kẹt em là Trăng. Đẹp quá Trăng ơi. Nào thấy không? Xịn không? Thích sắc không Trăng? Đó. Kẹt mình nhìn nó tiểu hơn mà nó nhẹ nhẹ mắt mẻ lắm. Dễ thương. Mà với lại kẹt này bự quá. Gấp được hết tóc của chị. Thích vô cùng. Ghẻ nữa. À, chị mới đi ngày đầu à. Ba ngày sau chị về rồi hả, ghé làm móng nha. Còn không mà em cứ ghé tiệm đi, thợ chị nó làm cho. Nhà chị hai ba đứa thợ là mà, ghé đi, có người làm hết rồi. Nghe Liêu, mụ ý nha, mụ ý. Ồ, biết sao chị mua không? Hồi bữa em vừa đăng là chị thấy là chị ghé mua luôn đó, cục cưng của chị. Chắc ngoài chị mua nó hết thiệt cái chăng. Chị mua hàng là hơi bị đắt tay luôn đó. Mà quý cấp này giàu có quá, không gì. Không quan tâm em út gì nữa hết hen. Cái má kìa, ok, xin lỗi em chầm để chị vuốt lại. Chứ sao hôm nay chị đi nắng nhiều quá nó bớt cái này vậy nè. Chứ hồi sáng chị có tâm lắm, chị chỉ ra nó đẹp lắm. Chầm ơi, đừng giận nè đó. Thấy không? Để chị có vuốt lại là nó đẹp tại nè chầm. Ê, chết rồi, nó đơ rồi. Tại đi bớt đó em nội. Hôm nay chị gội đầu là gì xong rồi chị live stream cho em xem nha. Không có bị bớt nữa đâu, cuối với em luôn. Nó không, bữa nay vậy là con cũng được rồi, hồi nãy bớt chữ nha ông nội. Ê chậm đẹp. Bây giờ vẫn đẹp, cái điều là chị hơi phá cách thôi, hiểu không nè. Giờ mà chị chưa có chị vuốt nó cũng y chang em cắt gì đó. Đó, trời đẹp lắm Trầm ơi. Hết cái máy người ta nói trẻ mấy tuổi luôn. Rất vui. Nhà Ấn Độ luôn. Có khen thiệt mà, tại chị biết tại chị đi nắng nhiều. Đám cưới mọi hỏi gặp nhau nha. Ê mụ ơi, mụ ý ơi, có thể là mụ ý đừng có nói được không? Mụ ý tàn hứa lèo không à? Mụ ghê mà bữa đó không đi liền. Là tuyệt giao đó nha. Em mụ ý, em hứa với Nguyên á, em nói sao đó mụ. Em nói cái đám nó quậy hết ra số như vậy. Quậy tới nửa đêm nha. Bữa đó đứa nó về là tao dặn điền đó. Trời ơi chồng em hay quá à, để ngồi chị lấy cái bọc chị hướng kính gió xong chị buộc lại chị tặng em nha. Hello Cam, hello con Út Ngân mày vừa tính nguyên cây. Nguyên cây hả? Vừa tính thì không má. Sao má hay có vậy quá. Chị có mỗi hương trầm quá. Chị trầm comment kia giờ cái chị nhớ trầm quá. Nhớ cục cưng của chị ghê. Ê ngủ ý rồi chị nói chuyện uy tín nguyên cây giờ chị em nhớ ngang tới vụ bà Bình liền luôn ý. Vô tầm khang đi mọi người ơi, vô tầm khang đi, tám đi.
Đây, có ai có cách chỉ ra dầu không? Giờ sáng à, yên tâm à, tự do nghỉ ngơi tâm lý tính tiền đó, để ngồi quên. Dạ anh ơi tính tiền giùm em. Quý em nhiêu vậy anh? Ok. Dạ. Bye bye nha. Bye bye mọi người vô xong nha. Đi lên xe rồi. Để mai livestream cho cô chiếc hành trình nha. Bye bye.